Hey, làm gì vậy? Nghe khách hàng. Ủa, em đến đây có chuyện gì không? Tính kêu Huy chỉ sử dụng đầu cara nè. Vậy hả? Được thôi. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn xài đầu Ocara trên màn hình cảm ứng nha. Mình xin giới thiệu về Ocara, thì Ocara mình không nói nhiều nữa. Nộp cái đầu karaoke. Theo Huy nghĩ là một ông chùm của karaoke rồi. Các bạn cũng không quá xa lạ đâu. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn và giới thiệu các bạn những cái nút cũng như là những cái icon trên màn hình cảm ứng nha. Mình giới thiệu các bạn là bên tay trái của mình là có cái logo Ocara nè. Tiếp theo là cái nền tảng Linux là hệ điều hành của Ocara ít khi nào bị lỗi, cũng như là số điện thoại của hotline của bên hãng Ocara. Tiếp theo đó là cái hình icon cái đĩa. Hai cái đĩa thì nó tương đương như là cái ổ cứng của mình, nó là tượng trưng cho ổ cứng. Nếu mà các bạn nhận ổ cứng và không nhận ổ cứng, nó sẽ hiển thị lên đây là nút xanh và nút đỏ. Nếu bạn hiện tại thì nó đã nhận ổ cứng thì là nó sẽ có nút xanh. Còn cái bên là báo tình trạng dây len. Dây len là các bạn cắm trực tiếp dây len vào đầu karaoke Ocara, nó sẽ cho tín hiệu hát online tốt hơn. Thì hiện tại mình chưa cắm trực tiếp nên nó đã có hình màu đỏ. Kế bên đó là báo tín hiệu của Wi-Fi. Đầu Ocara của mình vừa nhận tín hiệu của dây len cũng vừa nhận tín hiệu Wi-Fi. Hiện tại mình đang nhận tín hiệu Wi-Fi nên Wi-Fi nó có màu xanh. Tiếp theo đó là hotspot cũng như là Wi-Fi ảo mà do đầu Ocara phát ra để cho mình kết nối được với lại điện thoại cũng như máy tính bảng. Tiếp theo là tải app. Là các bạn, nếu các bạn không biết cái phần mềm tải app của đầu Ocara cho điện thoại hoặc iPad, bạn có thể bấm vào đây để các bạn biết được tên của app để mình tải. Tiếp theo là USB. USB là khi các bạn cắm USB mà những cái nhạc mà các bạn collect được, những cái mà sưu tầm được, bạn có thể nhấn vào đây vô USB này để các bạn bấm và bạn nghe nhạc riêng của mình. Và cuối cùng đó là phần cài đặt. Phần cài đặt chuyên sâu mình sẽ nói về sau. Tiếp theo bạn có thấy là nhạc online. Nhạc online các bạn có thể vào, bạn có thấy được là YouTube, SoundCloud và Mixcloud là ba phần mềm hiện đang hot hiện nay cho các bạn hát những bài mới, những bài mà cập nhật nhanh chóng và không có bị trì hoãn, hoặc là phải các bạn phải lên trên hệ thống của Ocara để mình cập nhật ổ cứng nha các bạn. Tiếp theo đó là bài mới, thể loại và ngôn ngữ. Bài mới là những bài mới mà bên Ocara cập nhật cho các bạn sẽ có ở đây. Những bài mới lúc đó mình sẽ tải về nếu trong ổ cứng của mình không có bài đó nha các bạn. Nó hiện ra cái chữ tải về đây kế bên. Đó, hỏi mình có tải gì không, mình tải về, còn không mình sẽ thoát ra. Tiếp theo là thể loại và ngôn ngữ. Thể loại ngôn ngữ mình cũng không nói nhiều nữa, nó rất là quen thuộc các bạn rồi. Các bạn nào mà yêu karaoke thì các bạn hãy bấm vô đây mà tìm kiếm thể loại cũng như ngôn ngữ cho riêng mình. Tìm kiếm ca sĩ, những ca sĩ mình yêu thích. Tìm kiếm bài hát. Đây là coi như là một cái màn hình chính nè. Hiện tại vô thì bạn sẽ bấm tìm kiếm bài hát. Mình tìm kiếm bài hát những chữ cái đầu thôi các bạn. Bạn chỉ cần bấm chữ cái đầu, giống như mình thí dụ như bài Chuyến tàu hoàng hôn đi. Mình chỉ cần bấm là C T H H sẽ ra Chuyến tàu hoàng hôn của rất nhiều ca sĩ. Mình chỉ cần bấm những ca sĩ mình yêu mến và mình hát thôi, tùy theo là ca sĩ nữ hoặc là nam. Và dòng bên dưới đây các bạn có thể thấy nè. Nút đầu tiên là nút chuyển bài. Khi các bạn hát nửa chừng, bạn có thể hát không nổi hoặc là bạn không muốn hát bài đó nữa, bạn có thể bấm chuyển bài. Nút kế tiếp là nút phát lại, là khi các bạn hát xong một bài hát đó bạn vẫn thấy muốn hát nữa thì các bạn bấm hát lại để mà hát thêm một lần nữa. Nút dừng bài là khi bạn đang hát bạn muốn dừng để mình gọi điện thoại hay muốn nói chuyện bạn bè. Nút có lời hoặc tách lời là nút khi bạn hát karaoke thì bạn sẽ không có lời ca sĩ, mà khi các bạn muốn nghe nhạc của ca sĩ đó hát thì bạn bấm vô để có tiếng ca sĩ để mình nghe. Đây là thông tin của bài hát cũng như ca sĩ, và cái tình trạng bài hát tiếp theo nó sẽ ghi dưới đây cho bạn biết bài tiếp theo của bạn là gì. Đây là thông số âm lượng, đó, giảm âm và tăng âm. Và cũng như nút quay lại là khi bạn dùng cái icon nào đó bạn muốn quay lại thì bấm đây nó sẽ lẹ hơn, hoặc các bạn có thể bấm trên cái ngôi nhà trên đây.
Bây giờ mình hướng dẫn các bạn về cài đặt chi tiết về đầu karaoke Okara. Thì màn hình mặc định khi các bạn lắp màn hình cảm ứng thì các bạn sẽ thấy những cái icon ở đây, tượng trưng như ổ cứng, dây LAN, wifi và hotspot. Thì hiện tại thì ổ cứng đang hoạt động và hotspot cũng đang hoạt động, nhưng dây LAN cũng như wifi chúng ta chưa có. Khi các bạn muốn cài đặt bất cứ cái gì, các bạn cũng phải có wifi hoặc là dây LAN, lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng hoạt động hơn. Chúng sẽ nhận các bạn vào cài đặt. Mật khẩu cài đặt của mình lúc nào cũng là 4 số 1. Lắp 1, 2, 3, 4. Bạn vào phần cài đặt wifi đây. Đây, hiện tại thì wifi chưa hoạt động, các bạn sẽ mở lên như điện thoại. Mình sẽ kết nối lại wifi của mình đây. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ qua phần cài đặt hotspot, là phần cài đặt wifi ảo của đầu karaoke phát ra để kết nối lại điện thoại. Hiện tại thì tên của cái wifi hotspot đó là KR247294. Bạn có thể đổi thành tên của bạn hoặc là tên của gia đình bạn. Rồi mật khẩu bạn cũng có thể đổi luôn. Nếu là mình bạn chưa thay đổi lúc đó là bạn đã lưu lại. Phần đó mình sẽ giới thiệu tiếp trên phần màn hình của đầu TV và chức năng của remote. Tiếp theo đó mình vô cấu hình chung. Thì cấu hình chung bạn sẽ thấy là phần iCloud này là các bạn có thể cập nhật như là đăng nhập cái ID của mình. Tiếp theo là cấu hình video cho kích thước của TV thì chọn để lưu lại này. Tiếp theo là cấu hình âm thanh, thấy ngõ ra, HDMI, cộng quang học, bạn thấy tắt mở, cân bằng âm thanh, chấm điểm và tăng bước tăng giảm âm lượng là 5 nè, tách lời khởi động mà có thể thay đổi được hết nha. Khởi động âm lượng khởi động là 60, có thể thay đổi được tùy các bạn. Âm lượng autolay là 50, là nhạc autolay nó sẽ nhỏ hơn là nhạc của khi mà mình khởi động lên cái máy. Có thể setup nó thành giống nhau đi cho dễ. Là 60 luôn. Đó chúng ta thời gian tăng âm lượng là 3 giây hoặc là 5 giây. Mình cần để 3 giây mình lưu lại thôi. Đó là thành cái thành công. Tiếp theo mình đến với cái mã code này. Mã code này là khi ta hiển thị TV nè, mình hiển thị TV phẩm lên thì trên TV mình sẽ hiện lên cái mã code. Khi chúng ta tải phần mềm về điện thoại, chúng ta sẽ có chức năng cập nhật kết nối điện thoại với cái đầu karaoke bằng mã code. Chỉ cần mở camera của điện thoại lên và nhìn vô cái mã code này thì lúc đó điện thoại sẽ tự động cập nhật. Cách này là cách đơn giản, hoặc là hiển thị mật khẩu. Hiện tại mình hiển thị mật khẩu mà mình bấm lưu lại. Thời gian hiển thị nè, 20 nè, 20 này có nghĩa là 20 phút. Hoặc có thể thay đổi 1 tiếng thì bạn ghi là 60. Và sẽ có 1 tiếng nó hiện lên màn hình. Sau 1 tiếng nó sẽ ẩn đi, chúng ta hát hoặc thấy rõ hơn. Kế tiếp là xin chào, chạy chữ màn hình trên màn hình TV chúng ta. Để nhấp vào thì chúng ta có thể thay đổi nội dung của màn chạy chữ màn hình, giống như là karaoke hay là sinh nhật hay là chúc mừng gì đó. Thì các bạn sẽ có 5 lần. Rồi hiển thị chữ chạy nè, mình tắt và mở. Rồi thời gian hiển thị chữ chờ nè là 60 đây có là 60 phút. Hiện màn hình chờ mình tắt thì cái này nó sẽ tắt theo. Lượt download song song 2 chạy tên ca sĩ dài, có nghĩa là khi bạn download một cái bài hát nào đó nó sẽ có hiện lên cho các bạn song song luôn với lại cái tên ca sĩ mình đang hát. Thì mình tắt hoặc mở tùy các bạn. Mình nên mở để cho mình biết được trạng thái mình download hoặc như là ca sĩ mình đang hát, nó dễ sử dụng hơn, đó mình lưu lại.
Tiếp theo là cấu hình điều khiển. Cấu hình điều khiển này bạn có thể chọn cấu hình điều khiển là OS KTV hoặc là KTV. Thì hiện tại mình đang sử dụng là OS KTV là rất là dễ sử dụng rồi, các mấy cái này các bạn cũng nên không nên chỉnh sửa quá nhiều. Tiếp theo là cấu hình chấm điểm. Cấu hình chấm điểm thì có nhiều khách chúng ta rất là khó khăn trong việc chấm điểm. Khách rất là thích là chấm điểm khó để biết được cái khả năng ca hát mình đến đâu, hoặc là khách chỉ muốn chấm điểm vui thôi, vui cho bạn bè thôi, thì các bạn có thể vào đây bật chấm điểm tắt mở. Khi bạn tắt thì sẽ không có chấm điểm nữa. Bật lưu chấm điểm là khi bạn mở lên là các chấm điểm từ thấp đến cao nó sẽ hiện qua một cái bảng để cho các bạn biết được bạn nào hát hay hay đứng top, và bạn nào hát dở thì đứng cái xếp sau. Nếu bạn tắt đi sẽ không có hiện cái bảng đánh giá nó lên. Điểm thấp nhất có nghĩa là các bạn có thể tùy chỉnh được từ điểm thấp nhất đến cao nhất. Điểm cao nhất lúc nào có 100%, đúng rồi. Điểm thấp nhất các bạn có thể điều chỉnh ít hơn, cỡ như là 45 hoặc là 50 gì đó, để các bạn biết được khả năng của từng người cũng như bạn bè của mình. Tỷ lệ điểm cao từ phần trăm cho tới 10%, 1% tới 10% có nghĩa là độ khó, 1% thì dễ, và 10% càng lên cao là 10% nó khó hơn. Còn random là nó sẽ đánh giá theo cái tỷ lệ là vui là chính, và nó sẽ hên xui. Các bạn random mà các bạn hát hay thì lâu nó cũng không có cao, hoặc là hát dở nó cũng cao, đó là random mà. Bạn lúc đó bạn sẽ lưu lại, sẽ có một cái đó, nó sẽ hiện thành công, nó có một cái tùy chỉnh riêng biệt cho gia đình mình. Cấu hình khác. Cấu hình khác có nghĩa là thông báo trạng thái của server YouTube nè, server AB, Okla hoặc là Data cho mình biết. Thì hiện tại mấy cái này các bạn khi mà tắt đi các bạn sẽ không được sử dụng ứng dụng này nữa. Hiện tại các bạn chỉ biết thôi chứ đừng có bấm vào. Tiếp theo đó là thanh công cụ thứ hai là thanh công cụ chọn bài hát autoplay. Thì bài hát autoplay có nghĩa là khi các bạn bật đầu karaoke mình lên, khi các bạn không chọn được bài hát nào cho mình hát á, thì mặc định và tự động những bài hát phía sau cô gái hoặc là bóng thế giới hay là mình là chủ của nhau nó sẽ liên tục tiếp bước nhau mà hát. Đến khi nào các bạn tìm được bài hát của mình thì nó sẽ ngưng lại. Mình đây thì mình sẽ có những bài hát, rất là nhiều bài hát autoplay cho các bạn nè. Bạn có thể xóa luôn nha, có thể xóa và thêm bài hát khác tùy các bạn nha. Xóa đây, ví dụ là một cái xóa, mình xóa đi đó. Tiếp theo nó là bỏ lên thế giới và thế ưu tiên, hoặc là sau đó hoặc là coi trước. Kế tiếp là phần cập nhật bài hát. Thành công cụ thứ ba mình sẽ có mật khẩu của cập nhật bài hát là 4 số 1. Tải bài hát mạng LAN. Khi các bạn tắt cái ứng dụng này đi, tắt thì các bạn sẽ không tải được những cái bài hát mới, và lúc nào bạn cũng phải để on hết, bật nhạc online cũng on luôn. Các bạn lên các ứng dụng YouTube hay Mixcloud thì các bạn lên mà nghe nhạc nó sẽ không có bị gián đoạn, bạn phải bật on. Hiển thị bài hát dấu tích chưa tải hoặc là trên HDD cũng là dấu tích nha các bạn. Tiếp theo đó là phần update từ iCloud. Thì các bạn hiện tại thì cái đầu Kara của mình đã tự cập nhật update các bài hát mới. Nhưng khi các bạn muốn update bằng thủ công, bằng tay, thì các bạn có thể bấm update từ iCloud ở đây. Coi nè. Hiện tại thì mình đã sử dụng phiên bản mới nhất rồi, là phần mềm mà cũng như là những bài hát mới nhất đã có trong cái đầu karaoke mình rồi, nên nó sẽ hiện lên dòng chữ là bạn đã sử dụng phiên bản mới nhất, mình cũng hoàn thành. Và cập nhật từ USB có nghĩa là khi các bạn có một cái USB của phân phối từ hãng Okara, hoặc là các bạn có thể cấp từ cái link của website Okara về cái USB đó, thì các bạn có thể cắm vào ngõ USB trên đầu Okara. Lúc đó các bạn có thể tải phần mềm mới cũng như là nhạc mới về, nó cũng tương tự như là update từ iCloud, và quét từ HDD có nghĩa là quét ổ cứng. Khi các bạn muốn đổi lên, nâng cấp ổ cứng lên từ 1T, từ 2T, 3T hay là 5T, 8T gì đó, các bạn khi các bạn kết nối lại cái máy, các bạn phải vào đây, các bạn quét ổ cứng trước để cho ổ cứng và máy nó tương tác với nhau tốt hơn. Tiếp khi các bạn đã hoàn thành xong những bước đó, các bạn sẽ bấm lưu lại để lưu vào máy.
Và tiếp theo đó chính là cài đặt wifi và hotspot, là mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Và thay mật khẩu, có nghĩa là các bạn thay đổi mật khẩu khi vào cái phần cài đặt này. Hiện tại khi mật khẩu vào phần cài đặt này là 4 số 1, mà có thể thay đổi hoặc 4 số 2, hoặc là tên, hoặc là năm họ, năm sinh của mình. Hệ thống cho chúng ta biết đây là phiên bản 3.7.0.79, và chi tiết bạn có thể bấm vào coi. Đó, bạn có thể bấm vào coi chi tiết hơn về cái đầu camera của mình. Tiếp theo là HDD, là ổ cứng của mình. Hiện tại ổ cứng của mình nó chỉ có phi nè, có nghĩa là mình đang dư trong ổ cứng tới 556GB, và mình đã sử dụng 3.110GB, và tổng của GB của mình là 3.667GB, và thực tế của cái ổ cứng mình có nghĩa là 4.000GB, nhưng thực tế nó chỉ có là 3.667GB thôi. Đây là phần ghi mình còn trống, mình có thể tải được rất là nhiều bài hát mới nha các bạn. Mắc đây là một cái thông số hát của cái đầu karaoke, như là DB version, có nghĩa là cập nhật đồng bộ cái từ iLoud, là phiên bản 100, những bài hát mới là 153 là mới nhất nha các bạn. Thời gian chạy là 3 phút. Liên hệ hoặc hỗ trợ tới số hotline có sẵn đây, các bạn hãy cập nhật, khôi phục. Khôi phục và cập nhật khi có phiên bản mới, ví dụ như là 3.8.0 gì đó, các bạn có thể tự cập nhật từ ở đây luôn. Và cái thanh công cụ tiếp theo là khởi động lại và tắt máy. Khởi động lại và tắt máy nó giống như là nút reset và nút tắt nguồn của điện thoại. Về phần thêm nhạc và autoplay, có nghĩa là vào phần nhạc chờ, các bạn có thể làm bằng cách tìm bài hát và chọn cho mình một bài hát mình yêu thích. Ví dụ như bài Như Lời Đồ Của Anh đi, các bạn sẽ bấm vào phần con mắt nha. Bạn chọn vào chọn autoplay nè, để mình add vào cái phần nhạc chờ. Mật khẩu của nó là 4 số 1, 1, 2, 3, 4. Mình thành công, và muốn chắc chắn là mình đã add vào thành công, các bạn có thể vào trong phần cài đặt, chọn 4 số 1. Ở chọn phần, chọn bài autoplay nè. Các bạn sẽ thấy bài Như Lời Đồ Của Anh đã có đứng trên top đầu của autoplay rồi. Hoặc các bạn sẽ không thích Boy You Know Khi Thành mà có thể xóa đi, lúc đó sẽ không còn nữa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải ứng dụng của Okara về điện thoại để mình kết nối lại đầu karaoke. Trước hết các bạn xài điện thoại hệ điều hành iOS thì các bạn vào Apple Store. Còn nếu các bạn xài hệ điều hành Android thì bạn có thể vào CH Play để mình tải về. Tên của ứng dụng là Điều Khiển Okara. Bấm tìm kiếm nó sẽ ra Điều Khiển Okara, các bạn tải về. Sau khi chúng ta đã tải xong ứng dụng về máy thì các bạn tiếp theo đó các bạn phải nhìn lên góc của màn hình này, các bạn sẽ thấy đây chính là cái wifi ảo cũng như hotspot của máy phát ra. Tên của nó là KR197294, và đây là cái password để đăng nhập cái wifi ảo đó là 123816625. Thì cái password wifi này nó sẽ thay đổi hàng ngày, và khi các bạn tắt và mở máy đi nó sẽ thay đổi. Lúc đó các bạn phải vô cài đặt riêng để mình setup mặc định cái tên hotspot lại, thì mình phải vô ứng dụng như cài đặt của điện thoại, mình vô wifi sẽ tìm thấy cái tên của wifi ảo đó. Đó đây, KR197194, mình nhấp vào để kết nối. Mật khẩu là 123 123 816 25, mình kết nối. Thì tại mình chờ cho nó kết nối thì dấu tích lên là mình có thể vào ứng dụng rồi mình tương tác lại đầu karaoke. Đó, đã hoàn thành xong. Mình thoát ra, mình vào ứng dụng mình mới tải về là Điều Khiển Kara đây, mình nhấp vào.
Hiện tại khi mình vào nó sẽ hỏi mình là cập nhật là đồng bộ bài hát, mình sẽ bấm OK để mình đồng bộ. Hiện tại nó đã đồng, khi đồng bộ xong thì tất cả những gì có trong đầu karaoke thì trên điện thoại của mình sẽ hiển thị đầy đủ hết. Lúc đó mình sẽ cài đặt hoặc là tương tác bằng điện thoại, không cần qua remote cũng như là màn hình cảm ứng nữa. Sau khi đã kết nối thành công cũng như là đồng bộ xong hai thiết bị với nhau, các bạn sẽ có những thanh công cụ và những icon tương tự như là màn hình cảm ứng. Đây các bạn có thể thấy là tìm bài hát, tìm ca sĩ, tìm thể loại, hát nhạc online và những danh sách mình đã chọn, hiện tại mình chưa chọn gì hết. Và các bạn có thể thấy đây những thanh công cụ như là Wi-Fi thì màu xanh có nghĩa là mình đã kết nối được rồi. Nhưng khi các bạn không kết nối được thì cái hình Wi-Fi này có hình màu xám, hát lại cũng như là tắt mở âm của ca sĩ, dừng lại hoặc là mở phát đại nhạc, qua bài hoặc là lớn nhỏ âm lượng, các bạn thấy ha, rất là chi tiết luôn. Các bạn có thể vào thanh công cụ 3 chấm, 3 gạch này, các bạn có thể lựa chọn quản lý yêu thích, đồng bộ dữ liệu, bài hát mới, đọc USB hoặc đang tải như cài đặt, ngôn ngữ như ngắt kết nối. Cài đặt thì cũng như đầu của màn hình cảm ứng, các bạn bấm 4 số 1 nó sẽ vào phần cài đặt. Bạn có thể kết nối Wi-Fi tại cái điện thoại này luôn, không cần phải qua đằng màn hình cảm ứng. Hoặc bạn có thể xử lý các tình huống như mình đã hướng dẫn các bạn trên màn hình cảm ứng qua thông qua điện thoại này. Cứ thế mình chọn bài hát như bài Boy You Know, mình bấm chọn và phát và bấm qua bài đó, Boy You Know. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bằng remote trong trường hợp các bạn không kết nối được ứng dụng hoặc là mình không xài màn hình cảm ứng. Thì remote của chúng ta, hiện tại chúng ta có remote theo đầu camera. Thì đầu camera của mình là thuần Việt, do người Việt sản xuất nên các ký tự cũng như là những cái tính năng đều viết bằng tiếng Việt. Các bạn thấy đây là chữ tắt máy, phần cài đặt, nút tạm dừng qua bài, nút hát lại cũng như là đã chọn, hoặc là nút xem tình trạng USB, tuyển chọn ưu tiên, tiếng hát hoặc tiếng vỗ tay cho bài hát của mình, nút tăng giảm âm lượng hoặc hát âm, thông số, xóa đi thông số như ngôn ngữ bài mới. Các bạn có thể bấm phím tắt ở đây, các bạn vào những cái mục mà yêu thích, lên xuống nút chọn, tách lời, tên bài, ca sĩ hoặc là thoát. Và đây là những chữ cái bàn phím VT, bạn dễ dàng mà bấm những cái bài hát các bạn yêu thích. Thì các bạn có thể thấy đây là có chữ cài đặt, mình bấm vào thật ra nó sẽ hiện lên mật khẩu lúc nào cũng là 4 số 1 hết, tương tự như hình cảm ứng cũng như là ứng dụng điện thoại. Các bạn thấy đây là cập nhật bài hát, cập nhật phần mềm, cài đặt Wi-Fi, cập bot, tắt máy của hình chung, phần audio cũng như bảo trì ổ cứng. Cái này mình sẽ nói thêm, bảo trì ổ cứng có nghĩa là các bạn, nếu như đầu máy của bạn xài một thời gian có vấn đề về ổ cứng hoặc là máy chậm đi, các bạn có thể bấm vào bảo trì ổ cứng và mình nhấn thêm một nút OK nữa để xác nhận, lúc đó máy sẽ tự động khởi động lại, lúc đó thì cái vấn đề gặp sự cố của bạn sẽ không còn nữa. Thế sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là tìm kiếm tên ca sĩ, tên bài hát trên remote. Các bạn thấy vòng vòng ngay cái khu đây, các bạn có thấy là tên bài hát nè, có nút đàng hoàng, chữ rõ ràng, tên ca sĩ như là tách lời, tên hot, hit, ngôn ngữ, bài mới, thể loại, và thoát đi, nút chọn, nút lên xuống. Các bạn chọn tên bài hát nè, bấm vào tên bài hát, nó hiện ra, các bạn bấm ở đây. Đây là có bàn phím QWERTY đây cho các bạn dễ sử dụng như chuyến tàu hoàng hôn, mà chúng mình bấm C, T, đó mình sẽ lên xuống bằng nút lên xuống này, mình tìm cho mình ca sĩ mình yêu thích, mình bấm vào hát thôi. Khi mình thích Trường Vũ bấm vào Trường Vũ, đó mình chỉ một bài qua bài, còn bài nút trên đây bấm vào thể hiện bài của mình. Tiếp theo đó là mình thoát ra, thoát mình vào tên ca sĩ để mình chọn ca sĩ mình yêu thích nha, bấm nha, thể hiện lên ca sĩ yêu thích là Sơn Tùng, Hương Tràm, Bảo Anh, hay
mình bấm tên ca sĩ cũng trên bàn phím này luôn. Thì mình thích là ca sĩ Lam Trường nên mình bấm L A. L A sẽ hiện ra La Hoàng Phúc. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như là sử dụng đầu Okara M10i. Các bạn còn thắc mắc về những tính năng nào khác xin hãy comment bên dưới hoặc gọi số hotline để nhân viên bên mình giải đáp thắc mắc cho các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like và subscribe kênh VDA. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.